Lại có thêm 25 thủy thủ bị nhiễm virus corona trên hàng không mẫu hạm vừa tới thăm Việt Nam. Hải quân Hoa Kỳ vừa phát hiện ra thêm 25 thủy thủ dương tính với virus corona trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, khiến cho giới hữu trách buộc phải đưa hàng không mẫu hạm này cập cảng và xét nghiệm toàn bộ 5.000 thủy thủ trên tàu. Chuyến cập cảng gần đây nhất của hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt là ở cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, hai tuần trước khi Hải quân Hoa Kỳ thông báo về ba trường hợp xác nhận bị nhiễm virus corona đầu tiên trên chiếc hàng không mẫu hạm này. Bất chấp những sự kiện các thủy thủ bị nhiễm virus và chuyến viếng thăm Việt Nam, Đô đốc Michael Gidde, chỉ huy các hoạt động hải quân của Hoa Kỳ nói rằng, có rất nhiều máy bay bay đến và bay đi từ chiến hạm nói trên, nên việc xác định nhiễm virus từ đâu là rất khó khăn. Ông nói thêm rằng, vào thời điểm diễn ra các chuyến biến thăm của hàng không mẫu hạm Roosevelt hồi đầu tháng 3 vừa qua, Việt Nam chỉ có 16 trường hợp nhiễm virus ở miền Bắc, nơi cách xa cảng Đà Nẵng hàng trăm cây số. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, phía Việt Nam rất quan tâm và đang tìm hiểu thông tin liên quan tới vụ này con số thủy thủ được xác nhận nhiễm virus corona đã tăng vọt chỉ sau 2 ngày, khiến cho ngũ giác đài công bố 3 trường hợp đầu tiên trên chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt. Quyền Bộ trưởng Hải quân là ông Thomas Murray cho biết rằng, hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đang được đưa vào đảo Guam và không ai trên tàu được phép đi đâu ra khỏi bến tàu khi tới đảo Guam.